Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xông nhân đậu xanh và trà xanh nhé. Nguyên liệu gồm có 200g đậu xanh, 120g đường, 60g dầu ăn, 60g mật nha hoặc 40g corn syrup. Đậu xanh sau khi ngâm 2-4 tiếng, mình rửa lại đậu xanh, sau đó cho một ít muối và nước khoảng 2 móng tay, cho lên bếp nấu. Chúng ta sẽ nấu cho đến khi đậu xanh thật là nhừ. Đậu nhừ như thế này là được nè. Sau đó chúng ta sẽ cho đường vào và sử dụng máy xay cầm tay hoặc là máy xay sinh tố, xay cho hỗn hợp đậu xanh và nước và đường thật là nhuyễn và mịn. Sau khi xay xong thì chúng ta có thể lọc qua rây. Tuy nhiên mình thấy là xay bằng máy xay cầm tay thì nó khá là nhuyễn, tại vì đậu rất là mềm. Và đây là hỗn hợp sau khi xay xong, khá là mịn và loãng. Thì mình cho hỗn hợp đậu xanh lên bếp, mở lửa to nhất. Mục đích của giai đoạn này là chúng ta sẽ làm cho hơi nước bốc lên càng nhiều càng tốt nhé. Khi đậu bắt đầu sệt lại và có hiện tượng dính vào thái chảo thì chúng ta sẽ giảm nhỏ lửa và cho dầu ăn vào. Chúng ta sẽ chia làm 3 phần nhỏ để cho dầu ăn vào. Sau khi cho dầu ăn vào xong thì chúng ta sẽ khuấy đều cho dầu ngấm vào đậu. Sau khi mà dầu ngấm hết thì mình mới cho tiếp phần dầu tiếp theo vào. Trong công thức này, ngoài đường là chất đậu nọc thì mình có sử dụng thêm corn syrup hoặc là mật nha. Mật nha có tác dụng làm cho nhân trong hơn và ẩm hơn. Tuy nhiên bởi vì mình không mua được mật nha cho nên mình sử dụng corn syrup để thay thế. Trong công thức này sử dụng 120g đường cho 200g đậu xanh và 60g mật nha. Nếu như bạn thích nhân trong hơn thì có thể sử dụng lượng mật nha nhiều hơn và giảm lượng đường lại. Cụ thể thì độ ngọt của mật nha sẽ bằng 1/3 độ ngọt của đường và độ ngọt của corn syrup bằng 1/2 độ ngọt của đường. Nếu chúng ta muốn tăng độ trong của nhân thì chúng ta có thể giảm 30g đường và thay thế bằng 90g mật nha hoặc là 60g corn syrup. Còn nếu như bạn không quá quan trọng về độ trong, độ ẩm của nhân bởi vì làm ở nhà ăn bánh sớm thì cứ sử dụng đường thôi nhé. Bây giờ mình sẽ cho phần dầu cuối cùng vào. Trong quá trình sơn đậu thì chúng ta liên tục khuấy và vét đáy chảo để tránh không cho nhân bị khét nhé. Khi phần dầu đã hoàn toàn ngấm vào đậu thì mình sẽ cho corn syrup vào. Khi cho corn syrup vào thì hỗn hợp có thể loãng ra một tí, nhưng mà khi chúng ta tiếp tục sơn thì hỗn hợp sẽ đặc lại. Và đây là khi hỗn hợp đã đặc lại, mình múc ra một nửa bởi vì tí nữa mình sẽ làm nhân trà xanh. Còn nếu như bạn không làm nhân trà xanh thì bạn có thể tiếp tục sơn luôn toàn bộ nguyên liệu nhé. Sau khi đã cho dầu vào thì chúng ta nên giảm nhiệt độ xuống để tránh hiện tượng nhân dầu tách ra khỏi nhân. Như mình đã nói, ở nhân trên đậu đỏ đó thì khi mà nhân bị hiện tượng tách dầu thì sẽ làm cho vỏ và nhân không dính với nhau và nhân sẽ khô hơn sau khi bánh nướng xong. Vì vậy các bạn cần cẩn thận trong lúc sơn nhân nhé. Sơn nhân ở nhiệt độ thấp
Và nếu như mà thấy cái cục nhân của mình tự nhiên mà bị bóng dầu nhiều và ở đáy chảo có rất nhiều dầu thì các bạn nên dừng lại, đổ một ít nước sôi vào và tiếp tục mở bếp lên sên. Như vậy dầu sẽ tiếp tục thấm vào. Mình vừa thử thì Nhân thấy nó cứng nhưng mà nó vẫn còn dính tay này, vẫn như đẹp. Khi mà bà thử như thế này thì lưu ý là bề mặt Nhân có thể là không dính tay nhưng mà ở phần ở giữa vẫn còn nóng, vẫn còn ướt và vẫn dính tay thì vẫn chưa đạt nhé. Nếu sinh Nhân chưa đứng, chưa đạt thì sẽ gặp vấn đề gì? Đó là khi đóng bánh trung thu thì khi nướng thì phần nhân này nó sẽ bị chảy xệ ra, làm cho cái dáng bánh nó không còn đẹp nữa, thậm chí làm cho cái vỏ bánh nó bị nứt. Nhưng như vậy cũng đã tương đối rồi, chúng ta sẽ thử nhé. Nhưng không còn dính tay nữa. Và khi mà chúng ta hút thì nhân nó cũng không ngã xuống nhiều đó. Mình sẽ cắt một viên nhân và vo lại xem nhân đã đứng chưa. Chúng ta nên vo một viên nhân vo gần bằng cái viên nhân thực tế mà mình sẽ đóng bánh đó, thì nó sẽ chính xác hơn. Cái này nhớ tắt bếp nhé. Nếu như nhân này không sử dụng liền mà bạn sẽ để tủ lạnh thì nó đạt rồi. Còn nếu như mà bạn đóng bánh liền luôn thì nên sơn một tí nữa đứng như thế này thì ổn. Bằng thực phẩm hoặc cho vào túi zip ngay khi sơn nhân xong nhé. Bây giờ mình sẽ xem nhân trà xanh. Với phần nhân múc riêng như khi nãy, tương đương là 100 công thức của 100 g đậu thì mình sẽ cho nửa muỗng cà phê trà xanh pha với 20 g nước sôi. Mình sẽ khuấy trà xanh trong nước sôi cho tan ra rồi mình mới đổ vào hỗn hợp đậu. Thì nếu mà cho trà xanh trực tiếp vào đậu thì đèn trà xanh rất là khó tan. Bây giờ mình sên trà xanh và đậu xanh giống như là nhân đậu xanh khi nãy nhé. Bạn cho trà xanh vào giai đoạn này. Thay vì cho vào lúc đầu xay đậu xanh thì nhân sẽ giữ được màu xanh tốt hơn và mình sẽ giữ được mùi của trà xanh. Với công thức 100 g đậu thì mình sử dụng nửa muỗng cà phê trà xanh. Tuy nhiên nếu như là bạn thích mùi trà xanh đậm hơn cũng có thể cho thêm trà xanh nhé. Nhân như vậy là cũng sắp đạt rồi nè. Chúng ta tiếp tục xem thêm một tí nữa nhé. Với nhân trà xanh thì mình không khuyến khích bạn giảm lượng đường, bởi vì nhân trà xanh khi ta giảm lượng đường thì đóng bánh nướng ra rồi để thì cái vị ngọt nó sẽ giảm dần, ăn rất là chán. Nhân như cái này là cũng đã đạt rồi nè. Mình thử bằng cách mình cắt nhân thì thấy những cái vết cắt rất là dứt khoát. Sau khi sơn xong thì bạn có thể tắt bếp, bọc màng thực phẩm hoặc cho vào túi zip. Nhân nguội bạn có thể đóng bánh luôn hoặc là trữ ở tủ mát được 2 đến 3 ngày, trữ ở tủ đông được 2 đến 3 tháng nhé. Chúc các bạn thành công.